Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Tây Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã vận động được trên 13,5 tỷ đồng. Cùng với đó là rất nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo như xây tặng nhà đại đoàn kết, trao quà Tết, hỗ trợ học sinh nghèo, hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ người nghèo khó khăn điều trị bệnh với tổng kinh phí là trên 50 tỷ đồng, qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người dân ở các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo không có vốn sản xuất chăn nuôi. Họ đang rất cần sự hỗ trợ và chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Mọi sự đóng góp ủng hộ là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận. Các đơn vị đóng góp ủng hộ theo các hình thức sau: chuyển khoản, tên tài khoản. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Tây Ninh, số tài khoản 3761090240769106 tại kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, tiền mặt nộp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, số 1 đường Nguyễn Thái Học, phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại 02763822267.